Hello, xin chào toàn hỏi nhá. Số công nghệ nghe lén 1.0 hotline 0886 993345. Hôm nay làm cái clip này để giới thiệu cho mọi người một mẫu sản phẩm máy dò sóng camera cũng là dò sóng định vị nghe lén máy ghi âm siêu nhỏ ngụy trang mọi nhé. Đó, còn mẫu này là mẫu cao cấp nhất của đơn vị nhà mình, có tên là M8000. Đó, đây, M8000 này. Đó thì chuyên dò trên xe ô tô này, trong phòng này. Đó, dò tất cả những vị trí nhá. Đó, dò tai nghe này. Đó, định vị này, camera này. Đó. Thì sau đây mình sẽ mở sản phẩm ra, giới thiệu cho mọi người về mẫu sản phẩm này, cũng như là hướng dẫn cho mọi người về cách sử dụng chi tiết nhé. Đây, đây là cái mẫu sản phẩm máy dò M8000 nhé. Đây. Đó, nhìn rất là đẹp cũng như là lặng luôn. Đó, mẫu này là hàng cao cấp nhất hiện nay các bạn nhé. Đi kèm theo sản phẩm thì sẽ gồm có một củ sạc này. Đó, củ sạc này thì nó cũng giống như củ sạc điện thoại bình thường thôi. Đó. Và đây là cái dò camera các bạn nhé. Đó, các bạn có thể ốp vào mắt các bạn nhìn nhé. Đây, các bạn sẽ bấm nút này. Đó, các bạn sẽ ốp vào mắt các bạn nhìn nhé. Đó, đây sẽ có chân cắm sạc này. Đó, cái này chuyên dò mắt camera nhé. Ví dụ như ở mắt camera nó sẽ xám cái này màu đỏ đằng trước nha. Đó, các bạn có thể nhìn được. Đó, các bạn sẽ ốp vào mắt các bạn nhìn nhé. Đó, kèm theo sản phẩm thì sẽ gồm có một cái dâu này. Một cái dâu và một dây cắm sạc cũng nhé. Đó, dâu đây, một dây cắm sạc đây. Đó, đó cái dâu này thì giúp các bạn có thể là gắn vào đây để theo dõi các bạn nhé. Đó, các bạn sẽ gắn nó như này để các bạn đi dò. Đó, rất là tiện. Đó, mình cất hai kiện này đi. Thì bạn nào đang có nhu cầu quan tâm về cái mẫu sản phẩm máy dò sóng định vị nghe lén này, cũng như là camera giấu kín này. Đó, các bạn nghi ngờ trong phòng của các bạn này, cũng như trên xe ô tô của các bạn có thiết bị định vị cũng như là thiết bị theo dõi camera giấu kín, thì các bạn có thể là tham khảo cái mẫu máy dò M8000 hàng cao cấp này các bạn nhé. Đó, dò chuẩn xác 100% luôn. Đó, dò sóng định vị rất là nhạy các bạn nhé. Thì sau đây mình sẽ giới thiệu cho mọi người một số nút chức năng ở trên chiếc máy dò M8000 này, và sau đó sẽ hướng dẫn cho mọi người cách sử dụng chi tiết nhé. Cái máy dò này thì đây sẽ là cái dâu nhé, nó sẽ có hai cái dâu này. Đó, một đây một cái dâu cố định này, và một đây đây sẽ là một cái dâu máy dò dây dài để các bạn hỗ trợ các bạn dò xa hơn này. Đó, cầm như này dò. Đó, trên đây thì sẽ hiện cái vạch này, đây sẽ là cái vạch sóng. Đó, cái càng gần thiết bị định vị nghe lén cũng như camera thì cái thiết bị này sẽ nhấp nháy liên tục nhé. Đó, đây sẽ là cái nút bật nguồn này. Đó, bật nguồn này. Đó, đây là cái nút để các bạn bật xa gần nhé. Đó, bật dò xa gần. Đó, đây là các bạn sẽ có thể bật dò. Đó, đây các bạn sẽ đi dò bật cái dâu này nhá, bật đèn ở dâu thôi. Đó, đây. Thì ở đây mình đã chuẩn bị sẵn một chiếc camera này. Đó, đây là một chiếc camera giấu kín siêu nhỏ ngụy trang mắt cúc áo có tên là F199 nhé. Thì cái mẫu cúc áo 199 này thì đơn vị nhà mình đang bán cũng rất là nhiều, số lượng rất nhiều nhé. Đó, hàng hot. Đó, và đây là một chiếc máy định vị nghe lén này. Đó, L22F cũng là hàng cao cấp, các bạn gắn ở trên xe cũng như gắn ở trong phòng được, bạn có thể là theo dõi được là trong phòng này cũng như là trên xe người ta đang nói chuyện như nào, các bạn có thể theo dõi định vị này, nghe lén trực tuyến từ xa, ghi âm từ xa luôn bạn nhé. Đó, thì sau đây mình sẽ hướng dẫn mọi người cách sử dụng nhé. Đó, mình sẽ test cho mọi người bằng cái con định vị trước. Đó, thì các bạn sẽ bật công tắc lên. À, các bạn sẽ cho ở mức tầm 7 giờ nhỉ? À, đây là tầm độ 8 giờ nhé. Đó. Đó, thì khi mà các bạn muốn dò sóng trên máy nghe lén nhé, đó, bình thường đây nó cũng có tín hiệu nhưng tín hiệu sẽ yếu hơn. Đó, còn khi mà các bạn gọi điện này, các bạn gọi điện vào để nghe lén nhé. Đây, mình sẽ test cho mọi người luôn. Đó, là tín hiệu nó bắt này. Alo. Đó, đây là cái máy nghe lén nhé. Đó, thì khi các bạn đi dò thì khi mà người ta nghe lén các bạn ấy, các bạn chỉ cần đi dò cầm thiết bị này các bạn đi dò thôi. Nếu mà phát hiện ra camera cũng như là định vị nghe lén thì nó sẽ báo báo những cái đèn ở trên cái phần này các bạn nhé. Các bạn theo dõi dò được rất là chuẩn xác. Đó, cũng như là các bạn muốn dò camera thì cũng tương tự như vậy thôi. Camera thì các bạn sẽ bật nguồn lên nhé. Đó, các bạn sẽ bật nguồn lên. Đó, đây mình sẽ bật riêng này.
Đó, camera này các bạn sẽ bật nguồn lên riêng lên rồi các bạn đợi một chút thì cái camera này nguyên tắc nó sẽ phát ra wifi. Đó, nó sẽ kết nối thì để kết nối được với điện thoại thì cái máy máy dò này nó sẽ dò ra được cả sóng điện thoại này cũng như là dò cả sóng của wifi camera luôn các bạn nhé. Thì các bạn sẽ đợi một chút này thì nó sẽ dò, nó sẽ có tín hiệu trên cái máy dò này các bạn nhé. Thông thường thì cái máy dò của camera thì nó sẽ khi mà mình dò camera thì mình sẽ phải cho cái mức nó cao hơn một chút bởi vì là cái sóng của camera thì sẽ yếu hơn cái sóng của định vị nghe nén các bạn nhé. Đó, đây. Các bạn sẽ cho cao lên một chút. Đây, các bạn sẽ cao lên một chút nhé. Đó, bình thường nó sẽ như thế nhé. Đây, mình để xa ra này. Đó, xa ra nó sẽ ít kêu hơn. Nó không kêu. Đó, còn khi mình để gần này. Đó. Tín hiệu nó sẽ có nhưng mà nó sẽ yếu hơn cái dòng định vị các bạn nhé. Đây, còn khi mà mình để xa nhé. Đó, để xa ra này. Đó, xa ra nhé. Đó, còn khi mà mình để gần này. Đó, nó sẽ tín hiệu liên tục các bạn nhé. Đó, còn khi mà mình để xa ra này đó, thì nó sẽ không không có tín hiệu gì hết. Đó, mình cứ càng để gần đây thì nó sẽ có tín hiệu. Đó, nguyên tắc đi dò thì rất là đơn giản thôi. Bạn chỉ cần đi dò, nếu mà phát hiện ra camera cũng như là máy dò, máy máy định vị nghe nén thì cái tín hiệu đèn ở trên cái phần máy dò này nó sẽ nhấp nháy nháy liên tục thôi. Đó, đó gọi là nguyên tắc sử dụng nó như vậy. Thì khi mà các bạn đi dò thì các bạn chỉ cần cầm cái máy dò này các bạn đi dò xung quanh thôi. Nếu mà chỗ nào có tín hiệu mạnh thì các bạn chỉ cần dò xung, các bạn tìm xung quanh chỗ đó là phát hiện ra được camera cũng như là định vị nghe nén các bạn nhé. Đây, mình sẽ tắt đi này. Đó. Thì vừa rồi mình đã giới thiệu cũng như là hướng dẫn cho mọi người về cách sử dụng chi tiết của chiếc máy dò định vị nghe nén camera giấu kín hàng cao cấp nhất hiện nay có mã là M8000. Thì bạn nào đang có nhu cầu quan tâm về mẫu sản phẩm máy dò định vị nghe nén camera giấu kín này thì có thể liên hệ trực tiếp cho mình qua số hotline 0886 99 2345, kết bạn Zalo, Facebook, số điện thoại này để được nhân viên bên mình tư vấn và hỗ trợ miễn phí cho các bạn nhé. Thì video này mình xin kết thúc tại đây. Xin chào lại mọi người ở những video clip sau. Đây.